Nó bằng đấy các bạn. Wow. Ôi giời, con chó hiền, chó hiền lành quá. Chào, ôi nó ở nhà, nó trong nhà luôn. Toàn người nhà đấy, toàn người nhà. À, ôi tuyệt vời quá. Con này tên gì? Toàn người nhà đấy nhá. Ừ, xin chào. Xin chào nhá. Ôi, tên là gì anh? Win là thắng lợi. Chiến thắng, ok. Wow. Tuyệt vời, mà mỗi mình anh ở đây thôi. Ôi trời, sao tuyệt thế. Đây, ông này ông quản gia. Anh quản gia luôn đấy. Vâng, ôi tuyệt vời quá anh. Tuyệt vời quá anh. Anh xây cái nhà này lâu chưa? Xây được 4 năm rồi anh nhỉ. 2016. Wow. Anh em ông đi tham quan đấy này rồi. Vâng. Tí mời ông vào trong nhà tí. Vâng, vâng. Bây giờ mình đi xem ngoài. Đâu cái nhũ đá anh để đấy, đâu? Đá à. À, trong này luôn. À. Luôn để tí mở cửa mở cửa cái nhũ đá. Ồ, mấy chục tấn anh? Vâng. 40 50 tấn không? 50 tấn. Gần 50 tấn. Wow. Đây ngồi chín đây anh bạn này. Đây này, đi bà con nổi cái bẻ này. Đấy cái cành này. Tuyệt vời quá nhỉ. Ô. Cái này cây đa đúng không anh? Anh ơi. Cây đây cây đa đúng không? Cây đây á. Cây đa cây đề. Cây đây á. Vâng. Đấy là cái sung. À cái ôi giời. Thấy cái sung này chú nhìn cái sung. Ôi cái sung. Tìm ở đâu ra cái sung này đúng không? Ôi nó như cây đa ấy nhỉ. Vào đây anh có để một hệ thống tưới cho nó nước đây đúng không? Có để hệ thống tưới nước được không? Ồ. Wow. Rộng ạ. À bên trong nó rỗng hả? Vâng. Mấy người chui vào được. Ồ thế à? Mấy người chui được vào cái cây này á? Có lỗ chui vào. Ồ. À. Đây là nó rỗng này. Nó rỗng bên trong hả? Ừ. Nó không bị sao hết, nó vẫn không bị sao hết, vẫn sống. Ôi tuyệt vời nhỉ. Sống nó kinh khủng. Mà sao anh biết tên của nó mà cái nguồn gốc của nó? Cái này nó đỏ lắm. Khi mình ấy là đỏ đỏ như máu. À thế ạ. Cái gội. Ồ tuyệt vời quá nhỉ. Ôi cái thân nó bị rỗng mà nó vẫn mọc được vẫn nhỉ? Sống thế. Ôi tuyệt vời nhỉ. Cái cây này anh sưu tầm được ở đâu về đây? Mình mang ở rừng, cây ở rừng Thanh Hóa. Rừng Thanh Hóa. Cây gội. Ôi tuyệt vời quá. Cụ này wow. Bao nhiêu năm trời nhỉ? Vâng. Ui. Lần đầu tiên em mới được biết cây này. Đỏ như máu mà mình. Thế ạ? Tức là mình kéo cái thân ra hay là cái mình bong cái vỏ nó ra nó đỏ như màu. Ồ. Ồ. Tuyệt vời. Nhông quả chín nữa đây. Không không, cái cây có cái quả này. Cây đầu tiên. À cây đầu tiên. À cây đầu tiên to nhỉ. Cây nó mới rụng quả nên lại đang lên lá chuẩn bị ra đợt mới. Ồ. Tuyệt vời quá. Mà lại có hai anh giúp cho anh. Để mà cai quản chăm sóc cây. Ôi. Kinh nghiệm. Mùa hè nó mới nở nhiều đây. Giờ nó đang nở hoa. Sala. À, hoa sala đây. Vâng. À, cái hoa nó như này. Không, ừ, cái đấy được cái. Có đây phải hoa không? Cái nhỏ đó đây. Đây anh hoa lở bên này. Đây. À. Cái này nó là thân khác chứ chưa có lở nhiều. À. Mùa hè thôi. Wow. Đây này, bên này cũng nhìn. Em nghĩ là anh có một kỷ niệm với chữ Sala. Cho nên anh dùng cái quán cũng Sala hả? Đúng rồi, alo. À. Ừ. Thế này. Đấy anh. Cái quả này có ăn được không ạ? Không ăn được, nguyên các nước nó làm thuốc cái loại thuốc gì đấy. À. Hoa đây thích thơm. À. Sau khi có hoa thì nó về quả đúng không anh? Đúng rồi. À, và quả nó như thế này. Đấy quả như thế. Ô tuyệt vời nhỉ. Lần đầu tiên em mới biết cái cây này đấy.
Vâng, cây này nó từ Cameroon với về Ấn Độ rồi nó qua Campuchia với về mình. Tuyệt vời. Học được thêm bao nhiêu điều. Win. Win ơi. Chào Win nhé. Chào Win. Lần sau cho tôi đến tiếp nhé. Chào Win. Lần sau sẽ mang thỏ và vàng đến nhá. Làm quen nhá. Chào Win nhá. Thật vời lắm Win. Ôi giời. Hùng ạ. Như cục vàng. Nhưng mà sao anh phải đóng một cái hộp để giữ à? Tức là hồi mình thi công. À. Em hiểu chưa? Thi công thì mình không cho bụi bặm. À. Đâm ra nó để đây. Khi nào mình về ở đây nọ kia chẳng hạn mình phải tháo ra. Tháo ra. À. Không mới cổng nó sao nó ngủng. Hả? Cổng làm sao được. Đấy. Chuyển được về đến đây thì tuyệt vời. Đây hôm ấy một cái xe cẩu 70 tấn đứng bên này, một cái xe bọc đứng bên kia, cái gấp được. Trong khi đó chưa làm những cái gì đây cả, nó chỉ có mảnh đất không. Vậy giờ cho ra cho làm sao thì thế. Vâng. Cầu kỳ quá nhỉ. Ừ. Nó phát tia hết đấy. Á ư nhỉ. Như bên các cái tháp của Ai Cập. Kinh quá nhỉ. Đẹp thế. Trời ơi. Ôi, nó đẹp thế, nó bóng rồi. Tôi tưởng ấy là nó bóng thế chứ nhỉ. Trời ơi. Anh đẩy anh cầu kỳ nhỉ. Cầu kỳ. Cầu kỳ mà ông ấy giỏi thật đấy. Giỏi. Vâng. Ông sưu tầm là những cái. Đây cái nhũ đá. Đẹp thế này. Ôi đẹp quá nhỉ. Thôi rồi ôi, thì mình sao mình như vàng đấy nhỉ. Vâng, tuyệt vời. Thế nào anh? Cái gì? Ở dưới cái gì Đắk Lắk à? Nào bây giờ? Phải ở Đắk Lắk không? Đang đi bốn quay sang cả bên này. Wow. Ra đây anh. Ra đây. Những đôi nó cũng được bán ở đâu. Không mua được đâu ra ấy. Đấy. Nằm trong này chứ nếu mà nó trống có nhiều các hình tượng lắm mình. Mình tưởng tượng có nhiều các hình lắm. Trời ơi. Thế ai mà bố tay. Tổng là 47 tấn. Ở trên cổng nó báo chứ, ở trên xe nó báo. À chứ. Trên xe nó báo là 47 tấn mà có cái xe 47 tấn mà chở được. Có xe nó báo chứ. Tức là xe nó cũng có loại xe nặng tới 47 tấn. Loại xe nặng coi nó chở hàng 6-70 tấn đi chứ. Ồ thế à? Vậy ở trên đồng hồ, đây. Tức là trọng lượng bao nhiêu đồng hồ nó báo mà. À. Đồng hồ trên xe nó báo, vì chưa ai mà cân được cái này. Vâng đúng rồi. Ô ai mà cân được. Tuyệt vời, mà từ tỉnh nào anh? Cái này ông ấy mua ở Màn Trồng. Trong người ta mới anh chở ra mà anh. Nó khai thác ở trong cái hang động bắt đầu nó đi có. Tuyệt vời quá nhỉ. Anh chiếu vào đây xem. Chứ có thể nào này. Vào cái hang này. Đây à? Sao nào ở đây à? Nào vâng. Đây. Wow. Trời ơi. Anh nhìn thấy thực tế rồi. Wow. Ông quay xuống nghe chào ông biết. Anh chuyển về đây được bao lâu rồi? Chuyển về đây được 3 năm rồi. 3 năm. Ừ, tuyệt vời. 3 năm mà vẫn cứ đóng như này chưa dám mở ra. Chưa mở. Anh bảo mở nó vào nó đi tham quan suốt cảnh mà chết à? Ai chỉ tỉnh chứ không về thật đi bảo mở. Anh Hùng là ưu tiên em đấy. Đúng rồi. Ấy, tự nhiên là mình có nhân viên, anh ấy thấy em không chính uống cà phê xong anh ấy thích rồi anh lại cho em vào được tham quan đầu tiên đấy nhỉ? Thì tôi tự ở đây bây giờ mới vào xuống đây này. Không này không nhận đây mà chưa được đấy. Vâng, chưa được vào đấy thì xem này. Vâng, tuyệt vời quá, rất cảm ơn anh Hùng. Cái này chứ nếu mà mở ra không mấy điều về thì nó nó cũng thích quầy cứ mở đến chơi xem chỗ bảy nhiêu người ở ngay ở đây còn chưa biết. Đây anh chiếu cho em cái đèn pin vào đây. Đây cái xe ở trong này nó mới đẹp. Nó đẹp thế chẳng những cái đây là nước nó tặng. Nước nó tạo mà. Nó tặng. Bây giờ nếu anh ấy bỏ cái này ra thì mưa gió nó cũng phải. Nơi trong hang động thì chỉ có là nước nó rõ. Nhưng em nghĩ là cũng phải bảo quản đấy, bởi vì nếu không ấy là mưa gió rồi là nắng nôi nó sẽ có thể bị hỏng mất. Ôi tuyệt vời quá. Vậy trên kia cơ, mấy kia cơ. Tức là nếu mà mở ra như ngày nọ quay đứng ở xa trên anh chiếu về phía đằng này xem. Wow. Đẹp thế.
thứ nhất là coi như ông cậu được về đây. Vâng, cậu được về đây chuyển được quan trọng đây. Mà nếu mà 40 mấy tấn đi khi đường lún ấy. Đây đường bị lún này. Vâng, đường lún chứ này. Đùa này. Đây. Chắc thì anh ấy đến đây là anh ấy sẽ đánh giá được cái khối đá này. Cái nhũ đá nhỉ? Đá. Chứ không phải đá nậu thiên, đá nậu thiên thì mình thì... Thiên là mình chết thì... Nhưng cái đá hồng hồng ngọc, tức là nhiều hôm tia nó pha tà. Vâng, wow, tuyệt vời quá. Nó theo cái đường nước mưa hoặc cái gì đấy nó chảy đấy xuống đông, nó sẽ tạo ra được cái này mình nhìn nhìn nào cũng không biết cái này nhìn nào mới giỏi trong đấy nhỉ, nhìn nào cũng chưa chắc đã có tạo nên cái này phải có cái anh chuyên gia về địa chất cặp chuyện về chất động anh ấy mới đánh giá được đánh giá được là cái dân mình gọi là chỉ có con đoán vậy mình chỉ là dân ua cho nên là cái thấy đẹp thì ấy cái này nó còn nước chứ ông bảo bắt đầu nó chúng ta kêu tôi biết rồi tôi bảo không tao nhưng mà nó giống như ở trong động mà Phong Nha Kẻ Vàng, Phong Nha Kẻ Vàng với lại chỗ động thiên đường của Quảng Bình ấy. Đúng rồi, động thiên đường Quảng Bình, Phong Nha Kẻ Vàng mà tôi đã vào rồi. Nhưng mà cái những Phong Nha Kẻ Vàng không đẹp cái này đâu anh ơi. Vâng, vâng. Đây khác cơ. À, vâng. Cái này là những giờ này các bạn, những kia cái này khác. À. Cái này nó bóng này, nó bóng này gặp như như bài. Trên kia ông trong cái. Nó cao 5 mét kìa. Cao 5 mét ạ? Vâng, cao 5 mét. Ồ. Oh. Thế chứng tỏ là cái ô tô cũng rất là... Vâng. À, đây có cái... Đường kính là nó rộng trên 3 mét. Ừ. Đường kính là... Kinh quá. Tuyệt vời quá. Đây mà đứng chéo này cho đồng hành. Đấy, mà thích sâu thì đẹp hơn. Đấy không? Đẹp chưa? Đấy. Đây. Em đang để luôn cả cái nhạc để cho nó vào cái âm thanh nó vào trời hôm nay là một ngày gặp may đấy. Đúng rồi, hôm nay là một ngày em đi chơi mà gặp may. May đi chơi gặp may. Vâng, gặp được anh Hùng uống cà phê xong rồi có nhân duyên để gặp nhau. Hôm nay về Hà Nội coi như anh quảng cáo lên đây. Vâng. Ông chồng là ông ấy cho ông ấy ra tham quan thì cái đồng khách lắm mình ạ. Vâng. Cái này đẹp chưa được này. Vâng. Wow. Ồ, đẹp. Nhưng mà chỗ này em nghĩ là phải đúng bảo quản nếu không là mưa gió nó hỏng đất. Nó hỏng, đúng rồi. Vì cái này có lẽ nó bên trong hang. Trong hang đấy. Bên trong hang. Trong này này. Nó bên trong hang cho nên bây giờ mình đưa ra đây thiên thế này nó là một cái khó đổi bảo quản lắm. Khó bảo quản. Trời ơi, đây mới đã bạn rồi nhỉ. Đây mới đặc biệt. Trời ơi, quá thiên thần. Tuyệt vời. Who's up?